Trong quá trình niềng răng, nếu không vệ sinh răng miệng sạch sẽ, rất dễ mắc các bệnh lý về răng miệng như là viêm niếu, sâu răng và hôi miệng. Việc chăm sóc răng niềng đúng cách không phải là điều dễ dàng nhưng lại vô cùng quan trọng để đảm bảo sức khỏe răng miệng và hiệu quả của quá trình niềng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách vệ sinh răng miệng niềng răng hiệu quả. Khi đeo niềng răng, các khí cụ và mắc cài tạo ra nhiều khe hở nhỏ, nơi thức ăn dễ mắc vào và vi khuẩn có thể phát triển. Nếu không được làm sạch kỹ lưỡng, những mảng bám này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng với răng miệng. Do đó, việc vệ sinh răng niềng không chỉ dừng lại ở việc đánh răng thông thường mà cần được thực hiện kỹ càng và chi tiết hơn. Sau đây là các điểm cần lưu ý khi chăm sóc răng niềng. Thứ nhất là làm sạch răng và khí cụ mắc cài. Mắc cài và dây cung tạo ra nhiều khe hở, là nơi lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nếu không được làm sạch kỹ lưỡng. Đánh răng cần chú ý đến việc làm sạch cả khí cụ và mắc cài để loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa. Thứ hai là chọn lựa thực phẩm phù hợp. Người niềng răng nên ưu tiên ăn các loại thức ăn lỏng, mềm để tránh làm bung mắc cài. Tránh các thức ăn quá cứng, dai hoặc dính như kẹo cao su, caramel hoặc các hạt cứng. Thứ ba là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ. Nước súc miệng giúp giữ hơi thở thơm tho và loại bỏ các vi khuẩn. Sáp nha khoa dùng để bắt vào các vùng dây kim loại quấn quanh mắc cài hoặc khung dây thừa ra, giúp giảm ma sát và tránh gây lở miệng. Máy tăm nước là công cụ hữu ích để làm sạch các khe hở mà bàn chải thông thường không thể tiếp cận. Ngoài ra, để vệ sinh răng miệng hiệu quả, bạn cũng cần thêm các kiến thức về quy trình vệ sinh răng niềng chuẩn. Quy trình này chỉ diễn ra trong vòng vài phút nhưng sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ đó. Bước thứ nhất, chải răng đúng cách. Sử dụng bàn chải mềm và kem đánh răng của Floor, chải theo chuyển động tròn, chú ý đến từng mắc cài và khí cụ. Tránh chải theo chiều ngang vì có thể làm lung lay răng và mòn cổ chân răng. Bước 2, súc miệng bằng nước sạch. Sau khi chải răng, súc miệng kỹ bằng nước sạch để loại bỏ kem đánh răng và mảng bám còn sót lại. Sau đó, sử dụng nước súc miệng để giữ hơi thở thơm tho và tiêu diệt vi khuẩn. Bước 3, sử dụng máy tăm nước. Máy tăm nước giúp làm sạch mọi ngóc ngách phía trong của răng và mắc cài, loại bỏ thức ăn thừa và mảng bám mà bàn chải không thể làm sạch hết. Bước 4, sử dụng bàn chải kẽ. Bàn chải kẽ được thiết kế đặc biệt để làm sạch các kẽ và khe của mắc cài, dây cung. Sử dụng bàn chải này giúp đảm bảo không có mảng bám nào bị bỏ sót. Bước 5, dùng nước xịt thơm miệng. Sau khi hoàn tất các bước vệ sinh, sử dụng nước xịt thơm miệng để giúp hơi thở thơm tho, tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp. Hãy nhớ rằng, đánh răng chỉ là một phần của quá trình chăm sóc răng miệng khi niềng răng. Kết hợp với các bước chăm sóc khác như sử dụng máy tăm nước, bàn chải kẽ và sáp nha khoa sẽ giúp răng miệng được làm sạch tối đa, ngăn ngừa các bệnh lý răng miệng và đảm bảo quá trình niềng răng diễn ra thuận lợi. Lưu ý, sau khi tháo niềng răng cần thời gian để ổn định. Việc chăm sóc răng miệng trong giai đoạn này không kém phần quan trọng. Tiếp tục duy trì việc vệ sinh răng miệng thật kỹ càng, sử dụng các sản phẩm chăm sóc răng miệng như nước súc miệng, bàn chải chuyên dụng để bảo vệ răng và niếu. Phần sau tôi sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này nhé. Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về vệ sinh răng miệng khi niềng răng đúng cách. Để biết thêm thông tin hoặc mong muốn có một cuộc hẹn tư vấn niềng răng miễn phí với bác sĩ, vui lòng liên hệ hotline 1900 6421 để được xếp lịch chi tiết.